Thảo xin chào lại quý cô chú anh chị các bạn đang xem kênh ABC Family Fun Share Vlog của Thảo nha. Ngày hôm nay Thảo muốn chia sẻ đến cùng cả nhà cách làm giò thủ dai, giòn, mềm, thơm ngon. Cách bó giò thủ rất là chặt, không cần đến khuôn. Những giò thủ không có bị bở, có bị tách rời ra. Làm thì cũng khá là đơn giản. Nếu ai thấy thích món giò thủ này thì Thảo mời vào bếp làm món giò thủ cùng với Thảo nha. Và nếu như các bạn thấy thích món giò thủ này thì đừng quên chia sẻ video cho bạn bè cùng xem nhé. Và ở đây á, Thảo có lỗ tai heo là 2kg nè, và lưỡi heo là 1kg. Lỗ tai heo và lưỡi heo á, Thảo đã rửa thật kỹ qua nhiều lần nước, và nước đầu tiên á, Thảo ngâm muối nè, giấm nè và gừng cho nó thật là sạch. Bây giờ Thảo đem lỗ tai heo và lưỡi heo đi luộc nha. Thảo có một củ hành tây 70g hành tím và 70g gừng, có 1.5 muỗng canh muối và 3 muỗng canh giấm. Thảo bắt lên một nồi nước ha, và cho muối vào, và cho củ hành tây, củ hành tím và gừng vào luôn. Mình luộc thịt như vậy á, thịt nó sẽ thơm và nó mất đi cái mùi tanh của thịt. Vì cái nồi đầu á, nó hơi nhỏ cho nên Thảo đổi qua cái nồi lớn và cho vào 3 muỗng canh giấm. Cho giấm vào mình luộc á, thì lỗ tai heo nó càng sạch và nó trắng. Cách luộc lỗ tai heo và lưỡi heo của Thảo á, rất là hiệu quả ha, cho ra thịt rất là thơm. Có 90g nấm mèo ngâm vào trong nước muối. Sau khi nấm nở thì mình rửa lại nhiều lần nước cho sạch. Sau khi luộc lỗ tai heo được một thời gian rồi nè, thì bây giờ Thảo sẽ gấp lỗ tai heo lên, Thảo thử xem cái lỗ tai heo nó đã mềm chưa nha. Kiểm tra xem lỗ tai heo có mềm chưa thì Thảo dùng cái đũa nè, Thảo xơm vào, và nếu như xuyên thủng qua cái lỗ tai heo mà được như vậy nè, thì là lỗ tai heo đã chín rồi nha. Mà này là chín vừa tới nha, các bạn đừng để chín quá ha. Nữa mình sẽ xào lỗ tai heo thêm. Khi vớt lỗ tai heo và lưỡi heo ra thì mình cũng cần phải kỳ cạo cái lưỡi cho thật sạch. Rồi dưới lỗ tai heo mình cũng cạo bớt đi phần nhớt ha. Và lúc này nè, lỗ tai heo và lưỡi heo Thảo đã làm thật kỹ rồi và thật sạch, và bây giờ ráo nước, Thảo đem qua đây sắc nha. Làm giò thủ của Thảo á, để khi cho ra cái bó giò thủ nó chặt và không có bị bở, thì Thảo sẽ cắt cái độ dày của miếng lỗ tai heo nè, 2mm là khoảng 60% và 1mm là khoảng 40% ha. Thì cái độ mỏng của lỗ tai heo nó sẽ kết dính nhiều hơn. Nói về cái độ dày 2mm kia thì nó sẽ giúp cái miếng giò thủ của mình nó giòn, ngon. Thảo sắc qua lưỡi heo nha. Sắc cái độ dày của lưỡi heo khoảng 3mm. Đừng nên sắc dày quá thì nó sẽ không được kết dính lại, và nó sẽ làm cho cái giò thủ của mình nó bị bở á, để bị tách rời ra. Đó là ý kiến riêng của Thảo nha. Còn như các bạn muốn sắc sao là tùy. Thảo luộc cho cái lưỡi này nó thật là chín luôn à, chứ không để nó nửa sống nửa chín nha. Lưỡi tai heo và lưỡi heo Thảo đã cắt xong rồi, Thảo sẽ để đây, tí nữa quay lại làm tiếp. Cốc lết thì Thảo có 1.2kg nha. Cái miếng mỏng ra như vậy. Lết này là cốc lết mềm nè các bạn, làm giò thủ thì giò thủ mình nó sẽ không có bị khô ha. Từ cái miếng mỏng lớn kia Thảo cắt ra miếng dọc như vậy nè, rồi Thảo cắt ra thành 4 khúc nữa và phân thịt ra như vậy là được ha các bạn. Rồi sau khi thịt đã sắc xong rồi, mình đi làm cái gia vị. Gia vị Thảo cho vào trong cái tô ha. Thảo có đây 25g muối, 65g đường cát trắng. Cho vào là 10g bột ngọt, nếu các bạn không ăn thì đừng bỏ vào. Cho vào 50g hạt nêm, 10g bột tỏi, 5g bột quế. Các bạn đừng nên cho nhiều, nó sẽ hăng mùi lắm. Vào là 65g nước mắm ngon. Bây giờ Thảo sẽ trộn đều cái hỗn hợp này. Cho tất cả trộn đều với nhau, trở thành một chất sệt như vậy là được nè các bạn. Thảo cho gia vị vào trong lỗ tai heo và lưỡi heo trước là 60% cái gia vị Thảo vừa trộn ha. 40% còn lại gia vị thì Thảo cho vào trong thịt, bởi vì lỗ tai heo và lưỡi nó nhiều hơn. Bây giờ Thảo trộn cho gia vị thấm vào trong lỗ tai heo và lưỡi heo.
Khi mình trộn gia vị vào trong lỗ tai heo và lưỡi heo và mình để ướp khoảng tầm 30 phút. Cái phần gia vị còn lại Thảo cho vào trong thịt luôn nè. Giờ Thảo sẽ trộn đều cái gia vị vào trong thịt luôn. Vừa bóp cho gia vị thấm đều vào trong thịt và cũng ướp thịt trong vòng 30 phút. Rồi Thảo ướp qua nấm mèo nha. Một muỗng cà phê bột nêm, muỗng cà phê đường, nửa muỗng cà phê muối, một muỗng cà phê bột tỏi. Trộn đều gia vị vào trong nấm mèo luôn. Mình ướp nấm mèo ở đây, tí nữa mình cho vào trong thịt xào nha. Ở đây là cái gia vị để cho vào trong nồi xào. Đầu tiên Thảo cho vào là một chén dầu hành. Tiếp Thảo cho vào là 3 muỗng canh hành tím băm. Và tiếp theo cho vào 3 muỗng canh tỏi băm. Thảo sẽ xào cho tỏi và hành á, nó vàng ươm lên luôn nha, vàng giòn như vậy nè các bạn. Đó, Thảo cho vào là cái phần thịt mình đã xắt ướp á, mình cho vào trước ha. Và cũng xào thịt cho thật là chín luôn nha các bạn. Khi mà xào thịt chín rồi á, thì mình mới cho lỗ tai heo và lưỡi heo vào. Và đến lúc này thịt đã được rồi nè. Thảo đổ lỗ tai heo và lưỡi vào luôn. Thảo xào ở lửa trung bình và xào đều tay nha các bạn. Sau khi xào được một lúc rồi nè, Thảo cho vào là một chén nước. Nước này Thảo tráng cái nước nó ướp á, Thảo đổ vào luôn. Và lưu ý một điều, các bạn nên xào ở lửa trung bình ha, để cho cái chất nhựa trong cái lỗ tai heo ra nó nhiều nè. Lúc này nó ra thì là nhiều rồi thì Thảo đổ cái phần nấm mèo vào và xào khoảng tầm 6 phút thôi, đừng có xào nhiều, kẻo cái màu của nấm mèo nó ra làm đen cái giò thủ. Và sau cùng Thảo cho cái phần tiêu này vào trong cái giò thủ luôn nha. Phải rang cho thơm và đập dập như vậy là được. Sẽ để nguội giò thủ khoảng tầm 70% rồi mình đem đi ép. Ở đây Thảo chuẩn bị là băng keo nè, để dán vào trong cái đòn giò thủ. Đây Thảo chuẩn bị cái bọc ni lông 3 lít nha. Chịu nhiệt được, có cắt sẵn cái bọc thực phẩm và Thảo cho cái giò thủ ở trong bọc. Rồi Thảo sẽ túm gọn lại ha. Mình ém chặt chặt lại, rồi mình cuộn cái mí bọc lại ha, cho nó gọn gàng. Rồi Thảo sẽ dùng băng keo, Thảo dán khoảng tầm 5-6 miếng băng keo như vậy đó, giúp cho đòn giò thủ nó vững chắc và nó định hình được cái đòn giò thủ đẹp. Thủ như vậy Thảo cho vào là 1 kg thịt. Thịt xào nguội 70% là mình bó đẹp luôn. Nếu như cái giò thủ của mình á, nó nóng quá thì nó làm rát tay của mình lắm. Và lúc này Thảo đã dán xong băng keo định hình cho cái cuộn giò thủ này rồi và mình bóp thật chặt. Bây giờ Thảo lấy bọc thực phẩm Thảo đắp lên, rồi Thảo cuộn khoảng tầm 5-6 vòng á, cho nó thật chặt nha. Khi mà nó chặt rồi á, thì Thảo sẽ lấy cây tăm xỉa răng đó, mình đâm vào ở phía mặt trên này nè, cho cái khí hơi trong cái đòn giò thủ nó ra. Rồi bắt đầu mình sẽ cuộn tiếp khoảng tầm 5-6 vòng nữa, để cho nó thật chặt ha. Rồi Thảo sẽ dùng que tăm Thảo đâm thêm một lần nữa, coi như cái đòn giò thủ này mình châm hai lần như vậy ha. Rồi mình sẽ cuộn thêm 5-6 vòng như vậy cho nó thật chặt, rồi mình mới túm hai đầu lại ha. Các bạn túm nhiều vòng cũng được, không có sao, miễn sao mà các bạn thấy cái đòn giò thủ của mình nó chặt là được. Rồi lúc này Thảo sẽ bó cái đòn giò thủ hai bên đầu lại nè. Đó, như vậy ha các bạn. Thảo sử dụng thêm dây thun nha, để mình cuộn cho nó gọn nhanh. Hồi nãy Thảo nó không có rõ là như vậy nè, mình cuộn cho nó chặt là chặt theo kiểu lúc này thôi nha, chứ không phải là chặt cứng. Bởi vì sau khi mình làm như vậy rồi, tí nữa cái giò thủ mình nó nguội á, nó sẽ cứng lại ha. Thì lúc này nó còn ấm ấm á, nó sẽ hơi chặt và mềm chút. Được 4 đòn, mỗi đòn 1 kg. Và giờ mình để nguội và để vào trong ngăn mát tủ lạnh. Lúc này sau một đêm nè, Thảo đem cái giò thủ từ trong ngăn mát tủ lạnh ra. Và Thảo sẽ cắt hai bên đầu và cắt cái đòn giò thủ này ra và cắt cho bên trong cho các bạn xem cái miếng giò thủ của Thảo nó như thế nào nha. Và lúc này mở ra, cái đòn giò thủ nó sẽ quyết định tất cả. Nó có chặt hay nó lỏng hay nó bị bở hay không nha. Rồi các bạn cho Thảo ý kiến. Bây giờ Thảo sẽ cắt từng miếng giò thủ ra cho các bạn xem nè. Wow, nó rất là chặt luôn á các bạn, không có bị hở chỗ nào luôn.
rất là ngon. Và cái mùi dầu thủ nó bay cái mùi lên rất là thơm. Thủ cắt ra khá là dai á, cái đầu dầu thủ rất là chặt luôn á các bạn. Nè, thả cho các bạn xem gần luôn ha. Nó có độ dẻo, độ dai, nhìn rất là ngon. Giờ Thảo cắt cái miếng dầu thủ ra từng miếng nhỏ nha. Hôm nay các bạn thấy hay thì các bạn nên áp dụng và làm ngay ha. Thảo thấy rất là ngon và muốn chia sẻ đến cùng cả nhà cách làm nào đơn giản nhất và tối ưu nhất. Thảo sẽ cầm cái miếng dầu thủ nhỏ lên cho các bạn xem nè. Nhìn ngon quá, thịt trắng ha. Và cái lưỡi thì nó hơi xám xám như vậy, nhưng mà tất cả nó đã chín hẳn rồi. Và bây giờ Thảo đã bày ra ngoài cái mâm cổ nè. Thảo mời quý cô chú anh chị các bạn cùng thưởng thức dầu thủ cùng với Thảo nha. Ăn kèm với có dưa leo nè, dưa kiệu, ớt rất là ngon. Hoặc là có dưa món thì ăn chung nữa thì quá tuyệt vời. Ngay bây giờ đây Thảo sẽ thưởng thức ngay cái món dầu thủ này nhé. Và mời cả nhà nhìn miếng dầu thủ muốn ăn ngay luôn á. Ngon ơi là ngon, thơm ơi là thơm. Miếng dầu thủ rất là dai ngon, giòn rùm rụp luôn á. Chúng vào những hạt tiêu thơm lừng và cái vị mặn ngọt rất là vừa phải. Thủ là món khai vị cùng nhâm nhi với ly bia cùng bên bạn bè, gia đình rất là vui ha. Và video của Thảo đến đây xin tạm dừng. Thảo cảm ơn quý cô chú anh chị đã quan tâm theo dõi video. Cảm ơn cả nhà đã xem video nha. Cả nhà mình luôn dồi dào sức khỏe và bình an. Cả nhà mình thấy thích video này thì đừng quên like và chia sẻ video và đăng ký kênh, ấn chuông để nhận thông báo mới của những video tiếp theo. Chào và hẹn gặp lại cả nhà video sau.